Ok, chào anh em nha. Bọn em quay trở lại với Leo. Ngày hôm nay mình tiếp tục chặng đường cài, đó chính là chiếc M4E3. Mà hiện tại thì 600 mấy chục ngàn bạc thì cũng không phải dễ kiếm. Nên là mình cứ chơi từ từ thôi. Bên kia có một chiếc T28 đã nâng cấp nòng rồi kìa. 20 đồ nữa ha. Có một mình tôi là M4A1 thôi anh em ạ. Xem ra là đây là một dòng xe rất là ít được ưa chuộng. Mình mới được chỉ đó là bấm nút R á để tăng tốc đồ này kia. Nè, mình bấm một cái thì nó sẽ chạy chậm như thế này. Cái nó chạy nhanh. Đó. Thấy rồi, thấy rồi. Khu vực này khá rẻ, khá là đông á anh em ạ. Cái khu vực mà cái tảng đá này này lúc nào cũng đông cả. Bị thấy rồi. Trời ơi, bị bắn một phát 382 luôn, gần chết luôn kìa. Khổ thân không thiệt chứ. Rồi. Căng quá anh em à, dòng cấp 5 thôi mà nó bắn quá trên căng rồi. Dạ. Giáp nó căng vậy. Chiến hình đang vàng coi nó có tác dụng không. À da. Này, không chết, trời ơi. Còn miếng nữa không chết kìa. Thôi. Khó quá anh em ơi. Thiệt cái dòng cấp 5 này mình nản thiệt luôn á. Thôi. Thì ra có thằng nó bọc hậu. Cẩn thận ngay cái khe này, nhiều khi nó bắn tôi. Trời ơi, cái viên đạn nó bay cái gì á trời. Không xuyên luôn hả? Ác vậy. Ôi trời ơi, nó bắn lén kìa. Ôi trời ơi, nó kìa. Ây da. Khổ thiệt chứ. Giờ mình cài hai chế độ là anh em ạ. Một là chiếc M4 Summon này nè. Còn hai chính là chiếc BT5 T28 chứ. Mới mua luôn nè, mua chơi luôn chứ đợi chờ nữa ha. Đào tạo luôn cho nó nóng. Thêm ít đồ ẩn giấu rồi vô, kệ mình cứ cộng thôi. Chung là cái nào thấy ok là nâng. Đây là dòng cấp 4, cấp 5 rồi thôi mà. Đoàn kết, ít nhất phải có một kỹ năng đó là đoàn kết anh em ạ. Tăng đồ bền giác đạn. Thôi được rồi, cái này đi. Ok, vậy đi ha. Cỡ này thôi chứ cỡ nào. Tôi cỡ này, ông cỡ nào. Đó. Nghiên cứu được thêm miếng nữa nè. Mình có thể lấy cái nòng
57mm Z8 này không biết nó có ngon không ta. Sát thương trung bình yếu. Sát thương này 164. Sát thương này cũng 164, thời gian ngắm lâu hơn. Rồi, mình lên cái module này luôn đi để tạo cái đường cho mình lên chiếc KV1 luôn. Ok. Được thêm ít bạc nha anh em. Ôi ngon, ngon, được. Coi nhiệm vụ kế tiếp là gì? Kiếm trời, kiếm 150.000 bạc hả? Khó vậy? Khó vậy? Kệ đi, sao? Chơi từ từ cũng được anh em ạ. À. 13k nè, được luôn, mua luôn. Đó, còn chiếc này là 14.000, khá là khó đây nhờ. Nâng tháp pháo lên luôn. Thôi hết hết đủ rồi, hết đủ rồi. 380 mà. Chưa đủ. Ok, kệ đi anh em ạ. À. Thất bại. Nhận được có nhiều à. Kệ đi, chơi vòng 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 game mà, có gì đâu mà lo anh em. Dù sao thì cái kinh nghiệm của mình nó cũng lên từ từ. Hy vọng thế. Ngu quá, bắn ngu quá. Đúng là này chơi không có chiến thuật thì nó khó chơi thiệt. Đi thôi, đi thôi, cố gắng thôi. Ghê. Ờ, có cái bụng binh luôn cả, phải cả trưởng thiệt chứ. Chắc chắn có người ở đây. Cẩn thận là trên hết. Ôi biết em à, một chiếc siêu siêu. Siêu siêu. Ok, có một chiếc grill là anh em ơi. Ở đây, ở đây. Hai chiếc luôn. Banzer luôn kìa. Nó trâu vậy. Mới vô bên mình chết một người rồi anh em à. Chơi như thế thì làm sao mà cứu vớt được linh hồn của mấy bạn đây. Thiệt là tình. Vậy mà không hề hấn gì luôn. Đảng hoàng luôn rồi đó. Thiệt là tình. Sao tụi nó có thể trâu như thế được. Trời ơi. Không xuyên một cái miếng giáp của nó luôn. Từ nha, bình tĩnh thôi. Mày vẫn chưa ổn được đâu. Chưa có gì gọi là ổn đâu. Chưa bao giờ là ổn cả. Con thằng nó bắn lén kìa nè. Một đứa. Từ nha, bình tĩnh, bình tĩnh. Chỗ này mình hay luyện tập nhiều lắm anh em ạ. Chỗ này mình bắn hay luyện tập nhiều lắm. Lạng lạng đồ á. Nha. Yeah. Không xước sơn luôn chứ. Khó thiệt. Từ nha, nó đang nhắm tôi á. Thế có anh em nào lên để mà câu giờ được không? Đúng rồi, 3-4 người lên luôn, không lẽ sợ nó đúng không? Nó canh tôi mà. Anh em lên đi. Đó, đúng rồi, anh em lên đi. Lên luôn. Đúng rồi, bây giờ tao coi mày canh tao kiểu gì đây. Từ nha. Thằng kia nó chạy rồi, nó sợ quá nó chạy rồi đó. Trời ơi, chết. Mày. Nhưng mà mình ăn có 2 mạng thôi. Bên team nó ăn 6 mạng rồi.
khó quá anh em ơi. Sao mà chơi được. Vô, dí nó luôn, dí nó luôn. Đừng để nó chạy. Đừng để nó chạy. Bị phát hiện rồi, lùi thôi. Đang có bỏ chạy à? Đang có bỏ chạy đây. Đi đi đi, tôi đang tới đây, chơi luôn. Chơi nó luôn, sợ gì anh em. Tới đây, tới đây. Ăn được hai mạng cũng gọi là hài lòng rồi đó nha. Trời đất ơi, nó trượt. Trời đấy. Chết nè. Trời nha. Từ từ, đừng chiếm vội, đừng chiếm vội. Nó thấy rồi, lùi thôi. Mình có thể nhìn thấy nó nha. Alo anh em, đứng yên, còn mười mấy giây thôi, cố gắng lên, nó không ngăn cản được chúng ta thì. Trời ơi cái nòng. Ừ hay quá. Được rồi, 4 giây nữa, 4 giây nữa. 2 1. Ok anh em à, win rồi. Trời ơi con nó bắn kìa. Giờ ta có thể hy sinh được rồi. Ok. Cuối cùng cũng thắng được một trận này ha. Ổn 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 anh em ơi. 729 dam. Ok rồi đó, nếu như được thì chúng ta cứ tiếp tục chơi cái dòng này thôi. Cần sửa chữa gì không? Chắc là mình cần phải thêm vào một bộ cứu thương quá. Cứu thương kiếp lái anh em ơi. Đó. Phải như thế nó mới chắc ăn. Thêm bộ sửa chữa nó đi. Nhưng mà không đủ. Cổ cao không đủ luôn. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi. Sửa chữa liền. Rồi ha, tiếp thôi. Rồi trời nữa anh em. Chơi ngu thì có ngu thiệt nhưng mà cũng có cố gắng rồi chứ bộ. Khá là căng thẳng đó chứ hả? Ok, thôi. Ê, lại map này nữa nè. Để chơi cái kỹ nha, mình sẽ đi qua bên cái hòn gạch bên kia nữa. Chỗ đó chiến đấu khá là tốt á. Thôi mấy ngọn núi nó làm đẹp vậy ha. Đi thôi. Mình có thể chỉnh nút R full để cho nó tự di chuyển với tốc độ đó ha. Xong mình chạy bên kia. Gì đây bắn tôi hoài mà anh. Cái gì hoài vậy? Bắn tôi hoài á? Không, không bắn kẻ thù mà không bắn đồng đội hả? Không thiệt là ảo tả mà. Mình chỉ sợ là bên kia kẻ địch nó tới đó trước đó chứ. Chứ nếu như mình tới trước thì nó sẽ ổn hơn. Ok, biết ngay mà. Con thằng Banzer nha. Thằng Banzer, nó thấy tôi. Nó cũng thấy tôi đó. Chắc chắn nó sẽ báo vị trí cho cái chiếc ở đằng xa. Đúng. Ôi, đây đông lắm anh em ơi. Đông lắm. 4, 6 thằng lận. 5 thằng, 5 thằng. Chết rồi, tôi đứng đây là hơi nguy hiểm đó chứ.
Chiếc này độ hạ nồng nó tương đối là cao nha anh em, có thể gọi là out trình mấy thằng kia luôn á, trình mấy thằng kia được thêm tí á. Trời nha, đông lắm, đông lắm, khu này đông lắm. Mình sẽ thủ ở đây luôn, không cho thằng nào lên đây đâu. Cơ đó anh em bắn từ từ. Bên này 5 người, tức là bên kia nó thủ rất là kém, bên kia nó rất là ít người thủ. Đó, độ hà nồng này là phải gọi là uy hiếp team bạn luôn á. Uy hiếp team bạn là rõ luôn. Trời, chặt. Dạ, mình hơi vội, mình sống hơi vội cái pha đó. Ok. Cái thằng pháo tự hành đó nó làm gì đứng đó vậy ta? Trời ơi, map này mình chiến đấu ở đây hơi bị quen luôn á. Mấy bữa nay luyện tập ở cái map này hơi bị nhiều. Rồi nha, anh em bắn từ từ, anh em bình tĩnh. Đúng rồi đó, anh em phải bắn như thế thì mới tốt cho tôi được. Thôi chết, thôi chết, thôi chết. Hà nồng không tới rồi. Chuyến này mà không trúng thì lạ. Ổn, ổn, ổn. Được anh em ơi, được, được, được. Rồi, bây giờ đi. Hai thằng bên kia nó sẽ bị ăn hiếp đấy, mình sẽ ăn hiếp cái thằng Banzer này trước. Ây da. Ây da, không trúng à. Rồi nha, hơi nguy hiểm một tí, nhưng mà có thể chấp nhận được. Được 190 đam. Bên này có vẻ nó khá là đuối rồi, nó không thể nào thủ nổi nó rồi. Mày luôn, hai. Ok cho anh em. Bây giờ với thằng này thôi là đẹp. Coi mày chạy đâu. T28, nó định chạy đó anh em à. Ok, được rồi đó, đẹp rồi đó. Ngon. Bây giờ chạy. Ôi, không sao sao, đi đi đi, đi tới nhà nó thôi. Được đó. Chỗ mình có mưa rồi nha anh em, rất là mát luôn á, rất tuyệt vời. Cảm ơn mùa mưa. Một phát được hai bài đáng. Ôi, có vẻ khá là trâu đấy nha. Từ nha. À da, lại không trúng nha. Để đạn, đạn vàng thử coi. Đúng rồi, trời ơi, cũng không đáng kể lắm. Cam cũng không có nhiều. Trời, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trận này được 1.500 đam anh em ơi, quá khủng khiếp. Trời ơi, cái giáp của nó kìa. Cái giáp tổ cha nó thiệt chứ. Cái giáp nó trâu vãi cả trưởng. Đúng rồi. Ơi, lần đầu tiên tôi chơi một trận mà tôi ăn được 4 mạng anh em à. Thiệt là đáng, là đáng mừng mà. Thiệt là vui. Quỷ diệt cái này luôn, để đánh dấu sự chiến thắng. Bye. Ờ, khoan khoan, bên kia có giải đồng á, hai ba thằng luôn. Không biết nó đứng đâu ha, mình mới vừa thấy cái bóng dáng đó mà. À rồi, đứng mình đã bắn qua cái gì. Giờ tao chiếm căn cứ của mày nè. Không về đây là mày mệt mày. Đúng không? Không về đây là mày mệt người. Mày liền. Thua liền. Hay là mình đi chiến đấu luôn ta. Ở đây có người phải không? Ở đây có hai bạn nè. Được rồi. Để tôi thi tham chiến. Tôi đi tham chiến ở đây mày. Thấy à, thấy à. Coi mày chạy đâu.
Mình đứng sát dễ đâu bắn được tôi đâu. Tôi đứng sát dễ đâu bắn được tôi đâu. May nè, đụng mà chết luôn. Lần đầu tiên tôi ăn được 5 mạng luôn anh em ạ. Vãi cả trốn thiệt, trận này hay thiệt. Em thấy tôi bắn có đỉnh không? Quá trời luôn rồi. Ok á, được á, chịu á. 1800 đam luôn nha. Hơi ghê. Lâu lâu có một trận chơi nó hay hay vậy á, em phải ủng hộ tôi chứ. Quá dữ, quá dữ, quá dữ, quá dữ. Rồi được 3000 mấy luôn kìa. Ngon, quá trời ngon luôn chứ. Tuyệt vời. Mình coi, cái này là có ý nghĩa gì đây anh em? Mình cũng không biết nữa, kệ đi. Đó. Ê, tính ra là làm mấy cái nhiệm vụ này cũng ngon nè. Được ha. Ô, cũng ngon rồi. Nè, nhiệm vụ bên này được 200.000 bạc. Ô, ngon ấy. Được, 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 được. Tranh thủ làm mấy cái này là nhiều khi là mình cũng có cơ hội. Mình có cơ hội đó chứ. Tuyệt vời anh em ơi. Đã. Được rồi, chắc là thêm vài trận nữa đi cho nó đẹp, đẹp đội hình. Hôm nay chơi hơi bị đã luôn á. Mặc dù là cái giờ hơn đầu á thì chơi hơi ngu tí. Khúc sau thì chơi ổn rồi. Mình cũng không biết là do bên team kia nó ngu hay là do nó do mình chơi ổn ha. Là anh em nào có kinh nghiệm thì anh em chỉ mình với coi. Nếu có kinh nghiệm thì anh em đưa ra cho mình một cái kinh nghiệm để mà mình có thể khắc phục coi. Cái này là chỉ số gì đây ta? Sát thương trung bình 500 mấy. Kinh nghiệm 329. Trái phiếu, cái trái phiếu này để làm gì ta? Tôi cũng chả biết nữa. Ngon rồi, ổn rồi đó. Ui map này cũng được. Nhưng mà map này không có nhiều chướng ngại vật lắm. Với cái chiếc sơ mạnh này thì mình có thể uy hiếp bằng cái độ hạ nồng được anh em ạ. Cho nên là chắc là mình phải lên cao thôi. Mình phải lên cao mình núp. Cái độ hạ nồng nó hơi bị bá. Đã. Chiếc VK30 này. Mitsu 1.8. Ui, đó giờ mình chưa gặp chiếc Mitsu lần nào luôn. Không biết nó từ, nó là dòng xe gì nhỉ? Nó là dòng của nước nào ta? Được rồi. Xong qua đây hình như không có chỗ nào cao hết trơn á. Chỉ có khu có gờ đá đó thôi. Chỉ sợ là team bên kia nó chạy tới trước á thì mình không có cơ hội. Mình có cơ hội mình quẹo vô. Nhưng mà nếu như nó không qua được thì mình có thể leo lên đó được ha. Leo lên cái gờ đá là mình có thể uy hiếp team bên kia được. Ôi nó tới trước rồi. Chiếc Leopard. Trời ơi. 438 đam, nó gần chết rồi anh em ạ. À. Nó gần chết rồi, nó gần chết rồi. Gần chết rồi, có ai hỗ trợ không? Leopard nó gần chết rồi, nó chạy lên đất kìa. Có ai nhìn thấy nó không? Sao lưng kìa ông ơi. Từ. Máy máy chế bắn từ từ thôi. Trời đất ơi. Kìa Leopard nó sau lưng kìa. Bắn nó, bắn nó, bắn nó. Tranh thủ giết cái thằng Leopard trước đi. Mấy cha bắn nhau ghê quá. Trời ơi, thanh niên này tăng cho mình đi. Chưa giết được thằng Leopard nữa. Trời, cái thằng T4 nó trâu vãi cả trưởng ra. Từ, đừng có đứng ở khu vực này đông quá mà. Dạ không được rồi, không được rồi. Kinh khủng quá. Thằng Leopard vẫn chưa chết luôn kìa, trời ơi. Trời khó chịu vậy tài. Trời đất ơi, coi kìa. 1.6 luôn rồi kìa. Rồi sao chơi? Sao chơi mấy bạn? Ây da.
Ôi nó canh tôi quá. Thôi trận này không ổn rồi anh em ơi, trận này thua chắc rồi. Khổ quá khổ. Này tìm mới vô nó phết quá trời phết rồi. Sao đỡ nổi đây? Sao đỡ nổi trận này đây? Mình không thể nào mình đi giết chiếc Leopard được. Nó đó mà, nó đó thì nó an toàn quá rồi. Trời ơi cái giáp của nó kìa. Cần trâu vậy không man? Ôi mấy cái giáp trâu vãi cả trưởng ra. Trời ơi thôi xong rồi. Không ổn rồi. Khó quá. Tính ra có thằng Leopard ở bên kia luôn, không thằng nào chịu bắn hết. Tôi gây được có 1.300 đam rồi anh em ạ, nhưng mà cũng không thể nào làm gì được. Quá tệ hại. Quá tệ hại. Chơi thế là quá tệ hại rồi. Ôi cái thằng T1 heavy. 3.100 với 1.200. Khó à. Đà này sao quên nói. Ơi. Cả anh em không sao, mình gây đam cũng tạm khá khá rồi, mình giết được một mạng thôi. Cố gắng dữ lắm rồi đó. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái trung đội hả? Ừ. Game càng ngày càng đến trở nên khó khăn hơn. Rồi. Khó đây. Khó đây, xì cháo không nổi luôn. Cả anh em bạn không sao, ngày hôm nay hai trận đầu tiên thì mình chơi khá là ổn rồi ha. Trận này thì chơi tệ quá. Trời đất ơi. Nguyên một cái đường nó bắn qua một cái nổ cái đùng luôn. Kinh khủng thiệt. Mấy cha này bắn hoài sao không thấy có miếng đam nữa trên người ta. Ơi. Rồi thôi xong rồi, cái thằng T14 nó tới rồi. T14 là chiếc thuê nha, này chiếc xe thuê nha, nó khá là trâu. Mình thì mình không chơi mấy chiếc thuê đâu, tại vì nó có thời hạn. Mình thích chơi mấy cái chiếc mà mình có thể cài được. Không sao, chắc là phải chơi thêm trận nữa để gỡ lại quá, hy vọng là nó gỡ được. Được thêm ít bạc cũng ổn rồi chứ bộ, tôi tranh thủ tôi làm nhiệm vụ đâu. Coi coi. Nó được hơn phân nữa rồi nha. Là tầm trăm mấy rồi đó, đúng không? Ok, tiếp thôi. Có cần sửa chữa gì không mà? Không cần đâu. Mình nghiên cứu thì được rồi nha, nghiên cứu full được hết rồi. Nhưng mà cái nòng này nó yếu hơn cái nòng 105 ly nhưng cái độ phân tán nó cao quá. Chờ tiếp thôi. PT7. Thì chỉ có dòng cấp 5 thôi nha. Đó là dễ. Cái map này thì mình vẫn tiếp tục đi đi tới cái cục đá đằng kia. Nếu như may mắn được thì mình có thể leo lên đó tiếp. Khu đó mình thủ khá là cứng á. Ta nói là thường chơi được 1-2 lần là là nó sẽ chơi được hoài bằng cái map đó chứ gì. Giờ mình đi tới cái cục đá đó đẹp. Không ngã cái cây luôn chứ. Tôi bắn quá tệ này mà. Tệ nè. Chạy từ từ thôi. Mình sẽ bo một bên khu vực bên trái nha. Sau đó mình leo lên cái cục đá kia. Ôi có một thằng T7 nó đang tới kìa. Nhưng mà nó ở bên kia. Không sao. Bên kia thì không sao. Chỉ lo được. Rồi BT7 bay màu rồi, mày sung hả mày? Ok nha, bên này mình vẫn chưa thấy ai. Đó thấy rồi, một chiếc KB1. Khá là trâu. Một phát đi chiếc Valentine luôn. Đây đây, độ hạ nồng này mình ăn hết thằng T1 heavy được.
tôi. Mày hai chiếc qua lên ta đó bay màu tuyệt vời. Mày pháo tự hành rồi còn sung với ta. Mình có thể ăn hiếp cái độ, có thể ăn hiếp cái thằng T1 Heavy này được anh em ạ. Cái độ hà nồng của mình hơi bị căng, bị kẹt luôn hay gì vậy? Đó giờ thì làm sao bắn được tao. Mình cứ cành ngay cái lỗ rồi mình bắn một hồi nó xiên vô tới trong luôn cho con coi nó. Chờ tôi nói là tôi thủ ở đây là phải gọi là cứng ngắc, cứng ngắc luôn. Để cho lôi ra đây trúng nè. Thôi man từ từ bình tĩnh man ơi, không đừng có cản cái vị trí của tôi, để tôi lo cái vị trí này cho. Không lôi xuống đi, yên tâm cái vị trí này là của tôi rồi. Thiệt là tình, tôi nhìn thấy cái lưng ông không à, thấy chưa, tôi nói rồi mà, đã cái độ hạ nồng thấp thì đừng có leo lên trên để tôi lo cho. Thiệt là tình mấy cha nội này. Ủa tính ra viên nó trúng rồi mà ta, sao nó lại không trúng chứ, nó lại chặt là thế nào nhỉ? À da, không được, được, lôi thôi, không được. Luôn miệng nói đây thủ cứng nhưng mà gặp mấy thằng kia nó thủ ghê quá. Thôi lùi thôi. Từ, mấy thằng niên này bắn xa kinh quá anh em ơi. Ok. Có mấy thằng nó canh nó bắn mình á. Đừng, ở sau lưng tôi thôi. Trời ơi, cái viên đạn. Tổ cha cái viên đạn. Bay như thế mà bay được à. Mày nè, ok. Mấy mạng rồi? 3 mạng rồi nha. Rồi mới có 2 mạng thôi anh em ơi, từ từ. Chưa chơi được, chưa, chúng ta đừng gấp. Chung là trong tầm này cái độ hạ nồng của mình phải gọi là bá đạo. Ôi ơi, ông đừng có giành cái chỗ của tôi nữa mà. Ông lui đi. Thiệt ông đứng đây tôi không có làm gì ăn gì được hết trơn á. Ừ cũng được, có vẻ cũng được ha. Bị thấy rồi, lui. Bên kia nó còn đông lắm. Đúng là cái mù đất này chính là cái khu vực giao tranh nguy hiểm nhất mọi thời đại. Sơ hở là bay màu. Thấy rồi nha, lùi lại thôi. Cha nội này chả dành chỗ của tôi rồi, đáng lẽ chỗ này tôi ăn á. Trời ơi, vậy mà không trúng trời, mình canh dữ lắm rồi đó. Có thằng T1 Heavy nó đang ở nhà kìa. Rồi thôi xong rồi. Game này từ thắng thành thua luôn trời. Từ đang thắng biến thành thua luôn rồi. Sao vậy? Sao vậy hả? Đang chơi vui mà. Trời anh em ạ, có vẻ như trận này là bị bên kia bắt bài rồi, mình không thể nào mình. Không thấy cái gì luôn. Sao không trúng ta? Mình canh rõ ràng mà. Hay là do trúng cái chiếc xe... À đúng rồi, trúng cái này. Cha nội đó chả chặn đầu tôi. Rồi thôi luôn. Lên quanh còn 3 thằng thôi. Chơi làm sao? Ây da. Cố gắng cho đã đời cuối cùng cũng vậy à. Thiệt là tình. Khó quá anh em ơi. Ơi, rồi thôi xong rồi. Hay. Thiệt luôn hả? Team của mình tôi ăn mạng à? À không, mình ăn 3 mạng nha. Còn mấy thằng kia thì thôi bó tay. Hay, thiệt tình. Sao anh em à? Cứ như vậy thôi. Kết thúc trận này mình làm trận khác. Mình cứ cài bạc từ từ thôi.
biết đâu nó lại hên hên nữa không, được 20.000 nữa nè. Cấp độ uy tín gì đây? Ừ. Không biết nhiệm vụ nó được tới đâu rồi ha. Được 83.000 rồi, ok đó. Mà nó cũng nhiều. Rồi ok, chắc là trận cuối này mà cố gắng thêm trận nữa đi. 83.000 rồi là tức là còn 70.000 nữa là đủ là mình có thể nhận được một ít bạc đó rồi. Ê, tính ra làm cái nhiệm vụ này nó ngon thiệt á chứ. Đúng không? Mấy bữa nay học theo ông Kanai, ông xài chiếc M4 sao mình này thấy khoái lắm này mà. Nhưng mà sao tới mình bắn cái nó cùi bắp quá vậy. Mình thấy ông bắn một phát là viên đạn nó bay tới bên kia luôn á. Còn mình bắn nó dễ hụt lắm. Không biết là tại sao nữa. Bắn không chính xác chút nào. Khó là khó. Khó là khó quá. Hay là bên này nó hay là có cái thiết lập gì đó nó không ổn lắm. Dấu ngắm hay gì nè, hay điều khiển. Hay là dấu ngắm ta. Em nào chỉ mình cái này đồ coi okay. Hay là do tại cái tính năng của game này nó vậy. Ui map này hơi khó nha, map này hơi rộng á, không có nhiều vị trí để mà chúng ta có thể núp đâu. Map này chạy thẳng ra ngoài kia là chết chắc anh em ạ, khó lắm á, map này nó hẹp. Đi tìm cái vị trí nào đó ổn định hơn mà chúng ta chơi thôi. Map này không hề an toàn. Thật sự luôn. Có thể gọi là không hề an toàn luôn. Có một cái lỗ ở đây nè, mình núp rồi. Ê hề, núp ở đây thì có vẻ an toàn đấy chứ hả? Một phát vô ngay xích nhưng mà vẫn chưa được gì. Từ bốn này, ôi nó có vẻ sung thế. Hỗ trợ bắn vô cái đầu đó đừng trăm mấy đam rồi, nó khá là trâu anh em ạ. À, nó làm gì vậy, tự sát hả? Trời, cái đám kia nó bắn không hề ấn gì luôn kìa. Rồi ok, anh em nó khá là sung á hả. Ê, tôi tìm được cái vị trí này nó hài vãi cả chữa anh em ạ. À, ai ai hình như nó nhìn thấy tôi á, ngồi núp vô. Cứu thương đã, cứu thương đã, ok. Ấy da, à thì ra nó biết vị trí này rồi, được mình phải lui thôi. Hồi nào mình phát hiện có chiếc tắt bên kia nè. Trời không trúng. Em coi cái đường đạn của mình rồi nha. Không trúng. Đạn tàu thiệt chứ. Đúng là đạn tàu. Trời ơi. Cố gắng như lắm rồi. Núp ở đây có vẻ an toàn á, nhưng mà nhiều khi hồi là sắp mặt. Rồi có ai đi soi gì không? Ai đi soi gì mấy thằng kia không? Soi đi. Tôi núp ở đây rồi, tôi không đi đâu đâu, tôi không có đi đâu đâu, tôi thề. Thấy à, thấy à. Nè em coi cái nòng của mình rồi nha. Không trúng này. Tổ cha nó thiệt chứ. Nó nhìn thấy. Nó nhìn thấy, nó nhìn thấy, nó nhìn thấy. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi. Không tính ra là nếu như chạy ra ngoài kia thì chỗ này nó còn an toàn hơn khối chỗ khác á. Mình sẽ tìm cái vị trí khác nè em ạ. Thằng này nó bị cháy kìa, không dập lửa đi. Rồi xong. Dập lửa vậy kẹp mà dập.
Bên này hình như cũng có một cái lỗ bên này đúng không ta? Đúng rồi đó. Chơi gì chơi toàn soi lỗ không anh em à. Có một chiếc Matida đang chạy qua đây. Nó đang chạy lên và nó đang tìm vị trí. Khả năng cao là nó ra cái rìa này. Đâu rồi? Thấy nó rồi, thấy nó rồi. Không trúng. Em có thể nhìn thấy nó không? Anh em bắn nó đi. Trong bụi á. Chạy mất rồi. Tôi bắn cái xác thằng này đỡ rồi. Ây da. Vehicle crew stunned. Treat them with the first aid kit on the bottom panel. Nó chạy xuống đây nó tính bọc đầu hay gì nè, để tôi đi chậm đầu đó. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Không trúng được này mà. Nó dưới hồ, nó dưới hồ, nó dưới hồ. Rồi, rớt xuống đó rồi, lên được không? Thiệt chứ cái nòng. Trời ơi. Sao nó hụt khúc vậy? Dạ, kiểu này chơi không lại đó rồi. Có ai hỗ trợ không? Ừ đúng rồi, ra đây ông ơi. Đây đây, thấy nó chờ, thấy nó chờ. Gõ vô đầu nó coi. Chưa bắn nãy giờ trúng luôn trời. Lên đi, lên đi, lên đi. Bắn nó. Trời ơi. Đây được miếng sát thương thôi à. Không nhiều. Có 12 viên đạn à trời. Khó vậy. Ôi trời. Nó tới đây luôn kìa. Trời ơi cái nòng. Thiệt là tình. Riết là bây giờ không biết sao luôn á trời. Khổ thiệt sự. Gần như vậy mà tôi bắn còn hụt quá anh em à. Anh em có thể tưởng tượng được cái độ khốn nạn của cái nòng này chưa? Má. Thiệt là tình á. Không trúng luôn, không chết luôn chứ. Đi được đâu? Đi đâu được mà đi. Giết tụi nó rồi. Khổ tôi quá. Ây da. Ôi thằng nó bắn hay quá vậy. Ôi. Nổ mạnh cỡ nào 150 ly ha. Thôi được rồi, không coi đâu. Giờ mấy thằng này nấp làm gì đi trời. Còn tác dụng gì nữa đâu. Nó tới đây luôn rồi kìa. Rồi. Núp núp đó. Ừ núp núp đó đã đời xong rồi giờ đâu có làm được gì đâu. Ăn được gì đâu. Ăn ai đâu. Đó 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 đó. Núp đã. Núp hay quá. Trời ơi hay quá luôn. Thôi hay. Công nhận cái thằng reload cái nó bắn hay thiệt à. Ok anh em ạ, game này thôi cũng tạm tạm đây thôi.
mấy thằng này nó núp cuối cùng nó cũng không làm được gì hết trơn vậy. Thiệt là tình. Hai trận đầu bắn tốt được rồi, cuối trận cái không ổn rồi, trận này được có mạng rồi. Riết mà mình nản cái nòng 105 ly của mình ghê luôn. Tụi nó vẫn chưa soi thấy thanh niên này hả? Hai. Thô ghê vậy. Ghê vậy. Thằng kia vẫn chưa nhìn thấy. Núp bụi lùm. Bên kia chắc nó cũng đang đi tìm rồi đó. Một chọi bốn, liệu anh ta có sống sót? Liệu anh ta có win nổi không? Hơi khó để đưa ra được câu trả lời. Có vẻ nhưng mà Tida đã phát hiện rồi. Và anh ta đang bị ăn một phát đạn đến từ Stuck. Stuck đã cũng đang ăn một phát đạn đến từ Matida và không biết là có Matida có bị hạ hay không. Rồi thôi xong rồi. Ok, anh ta hạ được Matida luôn, quá căng thẳng. Trận đấu này đang đi tới hồi kết rồi. Bây giờ chỉ có nước là ba chiếc nó cùng hợp lại nó tấn công á thì may ra là nó có thể giết được, chứ mà đi tới từng chiếc thì khả năng cao là nó sẽ thua cái thằng pháo chống tăng này. Khó vậy, khó vậy. Có 243 máu à, khó đấy bạn ơi, núp đi bạn ơi, khả năng cao tụi nó đang đi tìm bạn đây. Nó còn hai chiếc reload nha anh em, hai chiếc reload thì chắc chắn nó không đi tìm được rồi, còn cái chiếc thay 34 thôi. T34 đâu rồi, thanh niên này chắc là đang định đi tìm luôn anh em ạ. Đang định gỡ luôn hay sao ấy, nó có gỡ nổi không? Hai chiếc reload nếu như nó bị tiếp cận thì cũng hơi khó để mà có thể bắn được thằng này chứ. Coi chừng đang trên đường đi bị nó mai phục đấy. Nên đang chạy rất là căng thẳng để đi tìm. Đã chạy gần tới căn cứ bên kia rồi và đang dùng một cái cánh trái bên này để tiếp cận, liệu rằng anh ta có bị phát hiện hay không. Khả năng cao là anh ta vẫn chưa bị phát hiện, anh ta đang tìm vị trí của hai chiếc Riller. Khả năng là nó đang đứng ở bên cái khu đó là cái cánh đồng đấy anh em ạ. Khả năng nó đang đứng bên này đấy, đang đứng bên này có thể lắm. Thấy rồi, anh ta đã nhìn thấy vị trí của chiếc T34 và anh ta đang đưa vào tầm ngắm. Ok, được 46 đam vẫn chưa đáng kể, anh ta đã bị phát hiện rồi, anh ta đã tia tấn công chiếc T34. Cẩn thận, ừ anh ta đang tấn công lại, di chuyển vị trí. Vâng, và anh ta đang di chuyển vị trí qua bên này, có thể là chiếc T34 nó đang bị FK, nhưng mà anh ta đã bị bắn trúng bởi chiếc reload thứ hai. Liệu rằng anh ta có làm nên kỳ tích hay không, chúng ta cùng chờ xem. Lùi lại thôi bạn ơi, cẩn thận chiếc reload nó bắn. Ok, hết đạn rồi, thanh niên nó đã hết đạn rồi. Trời ơi, thật là xui xẻo. Thật là đáng tiếc, phải chi thanh niên nó còn đạn thì trận đấu này đã kết thúc rồi. Thật là đáng tiếc mà. Nhưng mà bây giờ sửa xích thì cũng như không thôi, thua rồi. Hết đạn rồi, còn gì nữa đâu. Bây giờ liều mạng luôn, lao thẳng vào chiếc T34 luôn. Chứ đâu còn cái gì nữa đâu, đâu còn gì để mất nữa đâu. Liều mạng. Rồi, đã xong rồi. Một pha chiến đấu rất là anh dũng đến từ vị trí của anh ta, nhưng mà anh ta đã hết đạn. Chiến đấu tới phút cuối cùng. Ok, và trận đấu ngày hôm nay cũng kết thúc video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Thêm 12k bạc thôi.